Sáng ngày 25 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1A. Vụ cháy xảy ra khoảng 22 giờ, thời điểm đó xe khách chở hơn 30 người, đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua cầu Hang thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào bên đường, đồng thời kêu gọi mọi người xuống xe. Toàn bộ xe và hành lý đồ đạc trên xe bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính cả tỷ đồng.